xả hết bôi xong chỗ. Mấy nay á nghe trên mạng chửi bạn nhiều lắm, để mà gọi nói đó, người con sâm thì nhiều, đẹp và xấu thì chú là thợ, chú không dám nói, chú không dám chê, mà chú không dám bình luận hay dìm hàng ai là tác giả sâm cho con, đúng không? Nhưng nếu mà nói về tuổi tác gia giới thì chú kêu chú là chú của con. Thực tế nữa, con rất là đẹp trai, đẹp, chú công nhận con đẹp trai thiệt. Và con gái nick Zalo của chú luôn, nhưng mà Facebook của chú thì chú không biết con có áp không. Nếu mà lượng nhiều mà theo dõi hay là những người này nọ đó, để gọi đàng hoàng quý mến á, nếu mà con mà những người con khôn á, con sử dụng Facebook đó, để làm nổi tiếng đó, thì rất là hay. Nhưng tiếng một cái con đi xe đường, con tự động nhận con là hot boy xăm chỗ hả? Nếu mà xăm á, chắc con chưa đồng chú đâu. Chú xăm từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, nhiều khi trứng giái chú cũng có xăm nữa, không biết không? Chú bảo đảm mà con chưa xăm trứng giái thôi, nhưng mà chú thấy là nhiều khi chú nói là đâu có nói dốc chú đâu có xăm đó, cái hiệu này mất xăm mình á là trên khoảng 38 triệu lên một đầm mơ này đó, mình cái này nó thật mình nó dốc chứ không phải là xăm mình. Rồi bắt đầu con đi sổ sàng, con nói con xăm mấy trăm triệu, xăm mình công nhận là mắc mấy trăm triệu, đó là chuyện bình thường. Rồi con khoe vàng dòng này nọ, iPad, iPhone rồi lung tung. Chú nói lại với con, cỡ tuổi con chưa kiếm được tiền cơm cháo mẹ, hoặc là đi mướn xe xong xuôi ngồi trong đó rồi quay lung tung, nói là xe của con, nhà của con, làm ra được tiền đi rồi tự động mình dìm hàng người khác. Mà thật sự nếu mà để mà từ xưa tới giờ đôi clip của con lên nhiều, chú cũng coi nhiều, chú chưa bao giờ chú bình luận hay chú chê bai hay nói gì con cái gì hết. Và nhiều khi chú thấy người ta chửi con rồi này nọ, khùng này nọ, khoe của rồi, chú cũng không thèm nói luôn. Chú vẫn dương nhiều khi chú vẫn comment cho chú binh con nữa. Như hôm nay con tự nhiên con lên tới Sài Gòn, con đăng con nói là có cái chị gì đó mà thật sự chú coi không, chú ngứa dán nó, chú không coi. Chú thấy con nói là con bao 24 quận huyện bà mẹ lung tung á, con làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những người thợ xăm của tụi chú mà, rồi ảnh hưởng tới cuộc sống của những anh ngoài xã hội. Nếu mà dân ngoài xã hội á mà người ta xăm nhiều á là để khẳng định thôi, chứ không ai mà dám nói bao. Con bao không là để chú cho con cái bao cao su con xài chơi cũng được. Bao nó có nhiều loại bao lắm, nhưng mà con bao như thế nào, bao mà để cẩn thận định con bao á thì vẫn ok. Có thể con bỏ tiền con mướn người khác bao cũng vẫn ok, nhưng mà để con khẳng định là con quen này quen kia, thật sự đó, đối với chú con chưa làm cái gì cả. Facebook á là để người ta sử dụng làm ăn, hoặc là sử dụng để liên kết bạn bè hoặc chia sẻ những cái niềm vui kỷ niệm, chứ không phải Facebook mà con sử dụng giống như một cái thùng rác. Con đỡ với một bô kích con chét lên mặt con hoài, người ta đánh phấn pha son, con không đánh phấn pha son, con cứ chét kích lên để làm gì, thú ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người. Thấy chưa? Bây giờ chú khuyên con nè, một là con đăng tin lên con xin lỗi cộng đồng mạng, hai là con cứ làm chuyện khùng điên như vậy. Khi nào con làm ra tiền á, con khoe vàng, khoe tiền, khoe này, khoe nọ, hoặc con khoe công ăn việc làm của con, hoặc con khoe cái cửa hàng hay này nọ của con á, thì người ta mới nể. Còn con khoe cái những cái chuyện tào lao, chuyện cơm nhà ở mẹ không mà khoe được cái gì. Mà thật sự con làm cái clip đó là dân anh chị mà dân xã hội người ta ghét con nhiều lắm. Nên thay đổi cách sống rồi đi. Chú dành cho con một lời khuyên. Con phải biết con đứng ở vị trí nào. Con đẹp trai, gia đình có tiền, cuộc sống sung sướng, nhưng đừng bao giờ mà đi quá đà. Người ta nói cất lợi ba, cất lợi ba nha. Con đừng bao giờ con nghĩ con là sô cô la hạng nhất, nhớ nha con. Còn con nói con bao này nọ đó thì con đứng ở đâu con bao thì con nói người ta, nhưng xã hội tới rất là nhiều kiếm con. Chào con nhé, gắng cố gắng sửa đổi nha con, đừng có làm bô cấp để người ta ỉ vô mặt nhiều quá. Chú bức xúc lắm, đúng là không liên quan đến chú, nhưng mà con dùng cái hình ảnh hình xăm mình
rồi dùng cái những hình ảnh những anh em anh chị ngoài xã hội để con nhát người này nhát người kia. Nếu mà dân anh chị dân xã hội không ai làm mấy chuyện bạo động đâu, chỉ có những thằng khùng giống như con nó mới làm mấy cái vô clip mấy cái này nọ để khẳng định mình. Mà con sống trong cái ảo tưởng nhiều quá, tỉnh lên nha con. Nếu mà con muốn biết như thế nào thì con lên mạng con sọc một cái là ra rất là nhiều người chửi con. Mà trong cái đám chửi con hình như cũng có chú rồi đó. Dù ngày xưa chú chưa bao giờ chửi con. Thôi ha, cố gắng thay đổi nha con.